Xin chào các bạn, mình là Nêu Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị về mô hình, nói về bộ môn mô hình mà cụ thể là mô hình Gundam hay còn gọi là Gunpla, được khởi đầu vào ngày 4 tháng 4 năm 1979 với bộ phim Mobile Suit Gundam. Với lịch sử lâu đời như vậy, số lượng các mẫu Gunpla đã lên tới hàng nghìn, đa dạng các chủng loại từ kiểu dáng, màu sắc, trang bị, tính năng vô cùng đa dạng. Thế nhưng vẫn có những mẫu Gunpla được người chơi ưu ái hơn cả, vượt lên trên hàng trăm các ứng cử viên khác để giữ vị trí vô cùng yêu mến trong lòng người hâm mộ. Làm quen với bộ môn mô hình cũng khoảng 5 năm nay, theo dõi các group trên các mạng xã hội của các anh em chơi mô hình ở Việt Nam thì tôi thấy có vài mẫu Gunpla được các anh em đặc biệt ưu ái mà người người nhà nhà ai cũng có hoặc mong muốn sở hữu. Và tôi đã chọn ra 5 mẫu mô hình Gundam được coi là quốc dân ở Việt Nam tính đến năm 2023 này nhé. Ok, hãy bắt đầu thôi! Mở đầu danh sách sẽ là cái tên quá đỗi quen thuộc với các anh em rồi, Astray Gundam. Nếu trong game LOL có đấng Yasuo, game Liên Quân có đấng Florentilo thì Gunpla có Gundam quốc dân Astray mà nổi tiếng nhất chính là Astray Red Frame. Astray Red trong nhiều phân loại thì anh đỏ nhà ta luôn được đánh giá cao về thiết kế, kiểu dáng và hàng chất. Sự thành công càng cao hơn ở phiên bản MG và PG, đặc biệt là bản Astray Kai. Những nét nổi trội càng được phát huy. Nhớ lại thời newbie khi mới biết đến Gunpla, tôi đã mê mẩn cái màu đỏ, cặp kiếm katana đậm chất samurai và nhất định phải sắm được một em. Và như bao anh em newbie chưa trải đời khác, tôi đã quất ngay một bộ với giá hời mà khi mua về mới biết không phải hàng của Bandai mà là DB, một hãng nhái đến từ Trung Hoa. Em hàng này thì tệ thì thôi rồi, từ chất lượng nhựa tới trải nghiệm lắp ráp đều tồi tệ. Sau này khi có điều kiện, tôi lại sắm thêm một vài phiên bản Astray khác. Đây là bộ sưu tập Gundam Astray mà tôi có nhá. Có lẽ là không được hoành tráng như các bạn khác nhưng mà đây cũng là những cái mẫu mà tôi rất là thích. Đầu tiên là một con Gundam Astray theo phong cách giống kiểu Astray Kai nhưng mà nó lại có những cái part nó màu đỏ như này. Cái này là của hãng Zizia này. Cái con Astray Kai mà có cái thanh đại kiếm ấy thì con đấy tôi mua ở Đa Ban, sau chán quá nên tôi cũng bán đi rồi. Có cái con Astray Sengoku này, nó là một phiên bản khác nâng cấp của con Astray Red Frame nhưng mà nó theo phong cách ở trong bộ phim Build Fighter. Và kiểu dáng nhìn trông nó kiểu samurai hơn ha. Và mình cũng đã sơn cái con này màu đỏ metallic ở những cái part màu đỏ rồi. Ở đây thì hoành tráng nhất thì có một con Astray Red Frame mà lại thiết kế theo kiểu metal build. Nhưng mà đây lại là của hãng Đa Ban nhá. Và nó có cái cặp tay khỉ nhìn trông rất là hoành tráng này, nhìn trông rất là ngầu. Và với cái bộ này thì nó đặc biệt hơn hẳn, hoành tráng hơn hẳn vì nó có thêm hẳn một cái cây chuôi kiếm theo kích thước 1:1 giống như kiểu người thật có thể dùng được luôn như thế này này, rất là to bự. Tiếp đến là một con tôi đặc biệt yêu thích, đó chính là con Astray Red Frame phiên bản High Resolution nhưng mà cũng không phải của Bandai mà là của MGH. Cái đây là bộ kit mà chúng ta sẽ phải lắp ráp từng chi tiết một. Và con này thì nó có phong cách kiểu dáng rất là cơ bắp và béo mập, cây katana của nó cũng rất là đẹp. Và con này đặc biệt là có thể gọi là chiến thần tạo dáng luôn, nó có thể pose những cái dáng rất là đẹp, rất là hợp theo ý mình. Và một biến thể của nó là đây cũng là Astray nhưng mà là Astray Noi, tức là theo phiên bản màu mắm tôm đen tối các bạn ạ. Và con này thì nó lại có cái backpack phía đằng sau. Và con này thì nó cũng là bản model kit của hãng MGH nha. Kế đến thì là những cái phiên bản 1:144 nó bé xíu xíu hơn. Thì thực ra đây là cái con Astray Red Frame phiên bản HG nhưng mà mình đã custom nó kết hợp với cái con Astray SD kiểu phong cách kiểu chibi ấy, của trong Tam Quốc là con Tôn Quyền. Và ở đây thì lại mình lại kết hợp giữa Astray và con HD Tôn Kiên để tạo thành cái hai phiên bản kiểu phong cách Tam Quốc này. Có lẽ là nó vẫn là thuộc Astray ha, nó vẫn tính Astray ha. Đó, bộ sưu tập của mình nhỏ xinh thế thôi. Và với bản High Resolution, tình yêu của tôi với Gundam quốc dân vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Không chỉ ấn tượng về kiểu dáng, cây kiếm katana huyền thoại mà biên độ cử động của Astray cũng thuộc hàng số má. Nếu các bạn thích vọc bẻ, tạo dáng như mình thì Astray sẽ không làm bạn thất vọng. Đặc biệt là Astray Gundam High Resolution có biên độ cử động thuộc hàng đỉnh của chóp luôn, gần như có thể tạo bất kỳ kiểu dáng nào mà người chơi có thể nghĩ ra. Astray Gundam gần như không thể thiếu vắng trong bất kỳ bộ sưu tập Gunpla nào với các anh em nghiện
Astray Gundam thì các phiên bản không chỉ dừng lại giống như tôi mà còn đa dạng hơn rất nhiều, chứng tỏ vị thế chưa thể đánh bại của đấng Astray trong lòng người hâm mộ Gunpla Việt Nam. Cái tên tiếp theo không ai khác chính là mẫu Gundam RX-782 mà các anh em Việt Nam gọi thân thương là Gundam Cụ Tổ, bởi nó là mẫu Gunpla đầu tiên, mẫu Gunpla lâu đời nhất, đánh dấu lịch sử của cả một đế chế của dòng chơi mô hình. Nhằm kỷ niệm 30 năm Gundam, một mẫu RX-782 Gundam tỷ lệ 1:1 đã được xây dựng và trưng bày tại Gundam Front Tokyo, quận Odaiba. Tiếc là mô hình này đã được hạ xuống vào ngày 5 tháng 3 năm 2017. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, tại Yokohama đã mở lên một khu phức hợp giải trí mang tên là Gundam Factory Yokohama. Tại đây mọi người có thể chiêm ngưỡng một mẫu RX-782 Gundam tỷ lệ 1:1 có thể cử động được. Các bạn từng xem phim Ready Player One chứ? Gundam xuất hiện trong một phân đoạn chính là cụ tổ của chúng ta. Ai là fan chắc chắn sẽ rất phấn khích khi xem đoạn phim này. Ra đời từ 40 năm trước rồi nên ban đầu người trẻ sẽ nhìn kiểu dáng mô hình này có phần hơi cục mịch và lỗi thời, thế nhưng càng ngắm lâu mình lại càng thấy vẻ đẹp trường tồn của nó. Không cầu kỳ phức tạp, không hoa mỹ sắc sảo, mô hình Gundam RX-782 vừa đơn giản vừa bắt mắt, cảm giác cứng cáp thực chiến của một robot khổng lồ. Trải qua thời gian, cụ tổ vẫn khẳng định được sức hút của mình khi liên tục qua các phiên bản khác nhau được ra mắt. Dù cải tiến nhiều nhưng kiểu dáng cơ bản vẫn được giữ nguyên. Đây là mô hình cụ tổ RX-782 Origin phiên bản HG 1:1:44 nhé. Còn đây là to hơn, đây là cụ tổ RX-782 version 3 phiên bản MG tỷ lệ 1:100. Trên tay Neo là mô hình RX-782 Origin phiên bản HG 1:1:44, tuy chỉ là HG nhưng nó được thiết kế với rất nhiều đường kẻ lai cứng cáp, đồ chơi, vũ khí, súng ống cũng hết sức đa dạng. Còn đây là RX-782 version 3 MG 1:100 với nhiều cải tiến, thiết kế cứng cáp và nhiều chi tiết hơn. Và đỉnh cao là mẫu PG 1:60 mới ra mắt gần đây đã đưa đẳng cấp của cụ lên một tầm cao mới. Với vẻ đẹp vượt thời gian, ý nghĩa lịch sử sâu sắc, cụ tổ RX-782 không chỉ được yêu mến mà còn là một huyền thoại xứng đáng có mặt trong bất cứ bộ sưu tập mô hình nào. Nếu các bạn hỏi mẫu Gunpla nào bị nhà bán đại vắt sữa nhiều nhất thì tôi khẳng định ngay đó là Kỳ Lân Unicorn Gundam. Là ngựa nên mới có sữa mà vắt chứ ha. Các mô hình đầu tiên đến từ loạt phim này ấy là mẫu 1:100 Master Grand Verka, Ka là viết tắt của nhà thiết kế cơ khí Hajime Katoki vào năm 2009. Để chứng minh cho sự bá đạo của nó, năm 2017, một mô hình Unicorn Gundam 1:1 khổng lồ đã được lắp đặt tại bán đảo Odaiba, Nhật Bản, hay còn gọi là Gundam Base Tokyo. Ngoài kiểu dáng đẹp mắt, đậm chất tương lai thì đây là mẫu Gunpla tôi thấy đạt đỉnh cao về thiết kế và sáng tạo của Bandai. Unicorn Gundam có hai dạng là Unicorn phủ màu trắng gần như toàn bộ, nhìn khá là hiền lành, thế nhưng khi bật Destroy Mode, các phần giáp được tách ra để lộ các cycle frame phát sáng đẹp mắt và ấn tượng. Với mô hình có thể làm thêm đèn LED chạy dọc cơ thể, tạo hiệu ứng không thể nào ảo diệu hơn. Không phải tín đồ lắm nhưng Neo cũng phải mê mẩn thiết kế độc đáo này mà có trên tay hai mẫu khá là cơ bản của nó. Bộ sưu tập ngựa của Neo chỉ khiêm tốn như này thôi. Chỉ có một em Gundam Unicorn phiên bản HG 1:1:44. Đây là Gundam Banshee nhé. Đây là Gundam Banshee cũng là HG 1:1:44 đã được mình sơn lại. Và cuối cùng là một em Gundam Unicorn phiên bản MG 1:100 phiên bản Verka đấy. Mặc dù mình không biết nó có sự khác biệt gì cả, nhưng mà chỉ thấy là nó có thêm bộ tem dán và mình thấy là nó khá lỏng lẻo. Ngoài Unicorn Gundam với màu trắng đỏ chủ đạo thì nó cũng được phát triển thêm các phiên bản khác như là Banshee Gundam với màu đen vàng đối nghịch với Unicorn Gundam, có Phoenix Unicorn Gundam với bộ giáp màu vàng gold sang chảnh. Một số phiên bản khác thì Cycle Frame lại có các màu như là xanh lá cây, xanh dương, vàng, rất đa dạng. Ở Việt Nam có nhiều anh em mê ngựa tới mức làm hẳn một dàn đèn ngủ với đa dạng nhiều màu sắc. Neo tin rằng Unicorn Gundam sẽ vẫn được hãng sản xuất thêm các phiên bản mới mà phiên bản nào ra mắt cũng sẽ được anh em đón nhận và săn lùng, chứng tỏ độ hot không hề giảm của mẫu Gunpla cả chục năm tuổi này. Barbatos Gundam, một trong những Gundam được tranh cãi nhiều nhất về sức mạnh của nó, trở thành meme để các anh em châm chọc. Thỉnh thoảng lên các group về Gunpla mình lại thấy mấy meme kiểu này.
không thể phủ nhận độ phổ biến của nó khi Barbatos xuất hiện càng ngày càng nhiều trong các bộ sưu tập mô hình. Ở Thái Lan, anh ba là một trong những mẫu Gunpla được custom nhiều nhất bởi kiểu dáng độc đáo, đậm chất cơ khí, màu lòi của nó. Trong bộ sưu tập của tôi thì cũng có vài mẫu Barbatos. Đây là vài mẫu trong bộ sưu tập Barbatos của Neo. Đây có một em Barbatos phiên bản HG 1/144. Đây là cái mẫu mô hình rẻ nhất mà mình từng mua. Lúc mình mua nó có giá tầm chỉ tới 70-90 nghìn đồng là đã cả phí ship về đến tận nơi rồi. Thì đây là sản phẩm hack của các pháp sư Trung Hoa, bootleg siêu rẻ luôn. Và còn đây là mô hình Barbatos HG nhưng đã được mình kết hợp với cả một con SD Tam Quốc nữa để cho ra cái phong cách kiểu như thế này. Và đây là một cái mẫu mà mình rất là thích này, Gundam Barbatos Lupus Rex, kiểu dáng như là một con quái vật với cả cái cặp móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, đã được Neo sơn lại nhá. Còn đây là cái con Vida mình mua cũ về để định custom nhưng mà chưa có thời gian custom, mới cứ để đây thôi. Và cuối cùng là em Gundam Barbatos phiên bản MG tỷ lệ 1/100. Con này thì là cực kỳ tuyệt vời luôn, kể cả về thiết kế, khớp khủng các thứ đều rất là tuyệt vời, rất là đáng. Chủ yếu là các bản PM 1/100, tức là độ chi tiết không cao, mới chỉ có duy nhất một mẫu Barbatos Gundam MG 1/100 thôi và nó được đánh giá là một trong những mô hình đáng mua nhất trong năm đó nha. Còn phiên bản HG 1/144 của nó thì rất đa dạng với nhiều biến tấu khác nhau, là HG hiếm hoi mà có khung xương nên cũng có sự khác biệt với các dòng Gundam khác. Barbatos ở Việt Nam cũng được các anh em yêu mến, thế nhưng không hiểu sao nó rất hay bị cà khịa với các ảnh chế meme này đây. So sánh về sức mạnh của anh ba với các Gundam chủ chốt máu mặt khác, tôi thì không có bình luận gì về vấn đề này, đơn giản vì tôi ít xem phim hoạt hình về Gundam, đơn giản là thích sưu tập mô hình, thấy mẫu nào đẹp, hợp mắt, trải nghiệm lắp ráp, thích thú thì mua về chơi thôi, chứ mấy mô hình có đánh nhau được thật đâu mà tôi so sánh được ha. Nên các anh em có cà khịa thì vui vui thôi nha. Với hàng ngàn mẫu Gunpla, rất nhiều mẫu được các anh em yêu mến, rất khó để chọn ra số 5 trong danh sách này. Chúng ta có những cái tên cũng làm nên thương hiệu như là Freedom Gundam, Nu Gundam, Zeta Gundam, Wing Gundam. Nhưng nếu để lựa chọn mẫu Gundam mệnh danh là quốc dân ở Việt Nam thì có lẽ không thể không nhắc tới dòng Gundam WO mà đại diện chính là Asia Gundam. Kiểu dáng thon gọn, không có bàn chân to bè như các mẫu cũ mà nhỏ nhắn, thanh thoát, thiết kế đậm chất tương lai. Điểm nhấn là các lò phản ứng năng lượng còn gọi là GN, tạo nên cảm giác về một món công nghệ mới bất kỳ phiên bản nào của dòng WO như Riser, Seven Suits, Quanti, Dynamax đều được các anh em mến mộ. Ở đây thì Neo có mẫu mô hình Asia Gundam MG 1/100 với phong cách thiết kế này thì đúng thật là vài chục năm nữa thì nhìn cũng rất là hiện đại, tương lai, không dễ lỗi thời chút nào. Một mẫu cũng cùng dòng WO rất đáng sở hữu mà mình có là Riser Gundam phiên bản RG 1/144, tỷ lệ nhỏ nhưng độ chi tiết cực kỳ tốt, kiểu dáng hoành tráng, mẫu này đã được mình sơn lại cho khác biệt rồi nha. Điểm yếu nhẹ là backpack sau lưng của nó có hơi cồng kềnh thôi, còn lại rất là ok. Có lẽ các phiên bản Asia không được spam đa dạng như là Astray hay Unicorn, nhưng các bạn hãy nhìn vào các meme này đi. Đây nữa, các bạn có hiểu tại sao nó lại đi sâu vào văn hóa đại chúng người chơi Gunpla để người người nhà nhà biết đến tên rồi đấy. Thiết kế có phần nữ tính của nó khiến cho các fan có xu hướng muốn bẻ cong em nó thêm nữa để thỏa mãn khao khát Gunpla có thêm các phiên bản nữ nhiều hơn. Tại sao Gundam chủ yếu là cơ bắp nam tính mà có quá ít các mẫu nữ tính vậy? Thật là bất công phải không các anh em? Danh sách 5 mẫu Gundam trên đây có thể chưa thỏa mãn được tất cả các anh em chơi mô hình. Các bạn có đồng ý với 5 cái tên mà Neo nêu ở trên không? Mẫu Gunpla nào các bạn thấy xứng đáng nằm trong danh sách Gundam quốc dân ở Việt Nam? Các bạn có muốn mình mở rộng thêm danh sách này nữa không? Cho mình biết cảm nhận của các bạn dưới phần bình luận nhé. Mình là Neo Cường Phạm, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, share và đừng quên subscribe để không bỏ lỡ các video hay về mô hình nhé. Cảm ơn và tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.